Hùng. Chị Hùng nói chị Nắm mới cho chị Hùng cái giò đó được không? Cũng không cho, chị nắm tay nó mà nó hút ra hoài. Mà chị cũng không cho, chị hỏi Hải ơi, phải chi mà nó nói nó 23-24 tuổi, chị ráng chị đẻ ra nó được, mà tránh ra coi. Mày tránh ra coi. Cái thằng xấu này thiệt á. Cái thằng nào cái bên mặt xấu với em. Em tránh ra coi. Hai chị em chị thôi nha. Mê nó lắm luôn, ai nghe nó mà vui sáo giờ sáng dậy nhảy bung đùa rồi. Thiệt. Cưng dễ sợ luôn, từ giờ tới chiều mà chị nắm tay chị nhỏ hoài vậy đó. Là chị không làm chương trình luôn hả chị? Hả? Mắc cỡ kìa. Không gái ơi. Chị đi mắc cỡ gì không được á. Mê em mê còn thủ dữ lắm. Mà không biết có cơ hội gặp nay mới gặp nữa là chương trình gì cứng. Trình gì là vợ phải tới gặp ai nhỏ nhỏ á. Gặp cái gì quá rồi. Chị ngầm mê ta lắm rồi. Giờ thấy Hải quên là cậu. Giờ thấy Hải quên là cậu. Giờ thấy Hải quên chưa rồi thì quên á. Giờ không còn nhớ gì tới ai nó trơn. Thấy nó mừng sáng vào nhà tôi nắm tay ôm nó hoài. Thế nào lên tao cũng nói tôi mê trai là không có nghe. Tôi vô là tôi hỏi liền. Có đủ nhỏ tuổi không? Tôi kêu bằng má với con luôn. Tôi mê. Hiểu không? Mê cầu thủ, mê tài năng. Lát mà lén lén ông đi. Tập giờ. Chút nữa mà thử tắt cho Hải. Hải làm gì tôi làm hết. Ồ vui nhất lắm tôi chơi bài. Mà mẹ ông với ông đá tôi chơi bài chắc chết. Ai đến đây chị? Đang đang của chị đó. Chị quên tên nó rồi hả chị? Trời ơi, thấy chưa? Có người mà làm sao cả. Vậy đó ơi. Nó tại chị mê nó bao nhiêu vậy? Dạ, cười quá. Trời ơi, mình tới giờ quay rồi chị ơi. Mình không thể nắm tay nữa, mình tới giờ quay luôn. Không nắm tay nữa hả? Mình đang nghe năm nay vậy, anh nghĩ là chị yêu ai với Hải không? Ok. Đứng y chang, lãnh lương đủ. Đứng y, đứng cái bên. Chương trình với đài truyền hình thành phố Thiên Minh phối hợp công ty truyền thông Biên thực hiện và thường phát sóng vào lúc 2:30 thứ ba tuần trên HTV7. Rồi, mình chỉ làm hết từ hôm nay đi. Hãy làm hết luôn. Hãy đứng kế bên thôi. Hãy lãnh lương đủ đi về. Ok. Đúng em.